thần y trở lại, Ngô Bình. chương 251 không thể kiểm soát hoàn toàn. Ngô Bình gật đầu, quá trình trị liệu cần sự phối hợp của cô. Trần Lăng Sương đáp, tôi sẽ phối hợp. Anh bảo Trần Lăng Sương nằm sấp trên sofa, ôm lấy chiếc gối nằm bằng cả hai tay. Còn anh thì dùng kéo để cắt một lỗ hình chữ nhật trên lưng áo Trần Lăng Sương. Da của Trần Lăng Sương rất đẹp, vì bệnh tình suốt một năm qua nên hơi tái đứng quan sát ở bên cạnh, vệ thanh ảnh hỏi, anh Ngô còn cần gì khác nữa không? Ngô Bình lắc đầu, lấy kim châm ra và đâm vào từng cây một. Sau khi đưa kim châm vào, ngón tay anh ấn lên nơi bị thương, rồi dùng năng lực nhìn thấu để kiểm tra vết thương. Xương sống thắt lưng của Trần Lăng Xương bị tổn thương dây thần kinh rất rõ ràng, trong đó còn có một phần bị đứt. Các sợi thần kinh rất nhỏ, các phương pháp phẫu thuật ngoại khoa hiện nay cũng không thể nối liền dây thần kinh mảnh nhỏ này. Vì dây thần kinh cũng giống như sợi quang học vậy, trong một sợi quang học có vô số sợi thần kinh, dù có cố gắng nối cũng khó đảm bảo sẽ nối được các sợi thần kinh này với nhau. Vậy nên phẫu thuật thần kinh đều dựa vào may rủi. Đặc biệt hơn, cột sống là nơi mà các dây thần kinh toàn thân đi qua, việc phẫu thuật sẽ có độ khó cao và rủi ro lớn. Ngay cả một siêu sao giàu có như Trần Lăng Sương cũng không thể hồi phục hoàn toàn. Năng lực nhìn thấu vạn vật của Ngô Bình không chỉ có thể nhìn xuyên qua mà còn nhìn được các chi tiết nhỏ. Anh có thể nhìn thấy những kết cấu thần kinh mảnh nhỏ, mạch máu nhỏ trong thần kinh, bó thần kinh, thậm chí là những bộ phận cực nhỏ như vỏ myelin và sợi trục. Ngô Bình đều nhìn thấy rất rõ. Điều đó giúp anh tiến hành phục hồi dây thần kinh cho Trần Lăng Sương một cách chuẩn xác, nối liền từng dây một. Mà chuyện này đều phải có sự hỗ trợ từ nhãn lực của anh. Sau khi phát hiện mình sở hữu nhãn lực, Mô Bình cực kỳ ít dùng đến vì nó tiêu hao tinh lực quá nhiều. Nhưng lần này anh buộc phải sử dụng nó vì bó thần kinh quá nhỏ, anh phải nhờ nhãn lực mới nối chính xác được. Vì đã qua một năm nên có một số dây thần kinh đã hỏng, Ngô Bình phải tiến hành cắt chúng trước. Cắt dây thần kinh là một quá trình cực kỳ đau đớn. Anh vừa bắt đầu, Trần Lang Sương đã toát mồ hôi toàn thân, hai tay nắm chặt lấy chiếc gối. Audio điện tử võ tấn bền Nhưng cô ấy rất kiên cường, không hề kêu tiếng nào, chỉ cắn răng nhịn đau Nơi được Ngô Bình núi đầu tiên là đám dối thần kinh kiểm soát gần bàng quang của cô ấy Anh hỏi, cô có bị xón tiểu không? Thật ra anh chỉ hỏi thêm vậy thôi, vì Trần Lăng Sương đang mặc tả Trần Lăng Sương đáp, không thể kiểm soát hoàn toàn Ngô Bình nói, hôm nay tôi sẽ giúp cô phục hồi chức năng kiểm soát tiểu tiện trước anh bắt đầu khởi động nhãn lực để hồi phục một trong các sợi dây thần kinh. Trong dây thần kinh có một lượng lớn bó thần kinh kết nối với nhau. Cùng lúc ấy, tay của Ngô Bình ấn vào thắt lưng, truyền chân khí màu vàng vào. Chân khí màu. Chương 252 thôi khỏi, tôi không có hứng thú. Lấy lại được cảm giác đã mất từ lâu khiến cô ấy mừng phát khóc, bèn nói với Vệ Thanh Ảnh, Thanh Ảnh à, mình có cảm giác lại rồi vệ thanh ảnh mừng rỡ khôn xiết, thật sao? Tốt quá rồi, điều này chứng tỏ việc điều trị của bác sĩ Ngô đã có hiệu quả. Lúc này Ngô Bình lại nhễ nhại mồ hôi, trị liệu bằng nhãn lực tiêu hao nguyên khí. Hiện tại anh chỉ chữa được một dây thần kinh này thôi, phần còn lại phải từ từ thực hiện. Anh thu tay về, rút kim ra rồi nói, cô Trần à, ngày mai tôi sẽ đến trị liệu tiếp cho cô. Trần Lăng Sương vội vàng đáp, cảm ơn anh, bác sĩ Ngô. Ngô Bình đáp, không có gì, tôi thu phí mà. Vệ thanh ảnh vừa mỉm cười đưa chi phiếu cho Ngô Bình vừa nói, anh Ngô à, đây là 30 triệu. Tôi trả trước cho anh chi phí điều trị trong 30 ngày. Ngô Bình cũng không khách sáo, có 30 triệu này rồi thì xem như anh đã gom đủ 300 triệu. Nhận lấy chi phiếu, anh nói, nghỉ ngơi thật tốt nhé. Tôi về trước. Anh vừa ra khỏi nhà thì thấy có một chiếc ô tô đỗ ngay trước xe mình khi cửa xe mở có một người trung niên bước ra người trung niên ấy chính là bố ruột của đường minh vũ là vị cao thủ tiên thiên ấy người nọ vừa mỉm cười vừa nói cậu thật sự là thần y ngay cả tổn thương dây thần kinh mà cũng chữa trị được ngô bình nhìn đối phương chằm chằm bằng vẻ mặt giận dữ ông theo dõi tôi không dám người trung niên ấy vội cất lời vì quá nóng lòng muốn gặp cậu nên tôi mới mạo muội chờ ở đây ngô bình bảo tôi có thể giải quyết vấn đề của ông nhưng tôi có điều kiện người nọ nói xin cứ nói ngô bình đáp hôm ấy chúng tôi đã đánh chết vài vị cao thủ chắc hẳn môn phái của họ sẽ giúp họ trả thù tôi không muốn chuyện đó xảy ra người trung niên cười rằng chuyện đó là dĩ nhiên tôi đảm bảo tuyệt đối sẽ không có ai trả thù cậu ngô bình gật đầu dẫn đường đi người trung niên bảo thuộc hạ lái xe của ngô bình còn ông và Ngô Bình ngồi xe của ông để đi đến nơi cần đến. Xe khởi động, người nọ bèn cất tiếng, cậu Ngô, xin tự giới thiệu, tôi là Đinh Thượng Hiền. Ngô Bình đáp, tôi khá tò mò, rốt cuộc tổ chức của các ông là tổ chức như thế nào vậy? Đinh Thượng Hiền nói, nếu cậu Ngô muốn gia nhập, tôi sẽ kể mọi thứ cho cậu nghe. Anh trả lời, thôi khỏi, tôi không có hứng thú. Dừng lại một chút, anh nói tiếp, nhà họ Dương đã bị ông kiểm soát rồi nhỉ? Chương 253 Lục Huyền Cơ là ai? Đinh Thượng Hiền cười đáp, đúng vậy. Ngô Bình nói, xem ra thế lực của ông rất mạnh. Nếu tôi chữa khỏi giúp ông mà ông thì nuốt lời. Không đâu, Đinh Thượng Hiền lập tức trả lời, xin hãy tin tôi. Chỉ dựa vào việc cậu Ngô đây sở hữu y thuật cao minh thì đã không ai muốn đắc tội cậu rồi. Ngô Bình hỏi, thật sao? Tất nhiên đinh thượng hiền đáp hơn nữa tôi cũng mong được làm bạn với cậu ngô ngô bình chẳng tỏ rõ thái độ trước câu này đinh thượng hiền lại cất lời tôi từng nghe ngóng chuyện cậu ngô trị khỏi cho bạch tử quy còn chỉ dẫn cho ông ta về việc tu hành cậu ngô chắc chắn không phải người thường ngô bình bèn nói ông nghe ngóng cũng kỹ đấy đinh thượng hiền đáp vậy nên tôi vô cùng kính phục cậu ngô tuyệt đối không dám bất kính Ngô Bình Bảo, ông không muốn nói về tổ chức của các ông, vậy chắc tôi hỏi cái khác thì được nhỉ? Ông có qua lại với mấy gia tộc cổ võ hay không? Đương nhiên, Đinh Thượng Hiền đáp, chúng tôi thường cậy nhờ sức mạnh của các gia tộc ấy. Chắc là năng lực của các gia tộc cổ võ ấy đều rất lớn mạnh nhỉ. Đinh Thượng Hiền ngẫm nghĩ một lúc bèn trả lời, gia tộc cổ võ cũng có chia cấp độ. Gia tộc cấp 1 khá ít, thường có các cao thủ tiên thiên chấn giữ gia tộc cấp 2 hầu hết đều có tông sư cảnh giới thần. Gia tộc cấp 3 thì khá yếu, cao lắm chỉ có vài cao thủ cảnh giới khí. Mạnh nhất trong số này là gia tộc siêu cấp 1, mấy vị vua võ của thiên kinh đều xuất thân từ các gia tộc siêu cấp 1 này đấy. Nói đến đây, ông mới bảo, cậu ngô à, người mạnh còn có kẻ khác mạnh hơn. Không ai dám nhận mình là kẻ vô địch thiên hạ, vậy nên mấy năm nay tôi luôn đối đãi hòa nhã với người khác, có thể làm bạn thì tuyệt nhiên không làm kẻ thù vừa nói, xe đã lái đến một khách sạn, Ngô Bình theo chân Đinh Thượng Hiền đi đến một căn phòng ở tầng 3 của khách sạn ấy. Đinh Thượng Hiền nói, "Cậu Ngô à, bây giờ cậu có thể ra tay chưa?" Ngô Bình vừa nhìn ông vừa hỏi, "Ông có biết bão đan nghĩa là gì không?" Đinh Thượng Hiền nói, "Bão đan nghĩa là chân khí từ đan điền ôm thành một vòng tròn, từ đó giúp sức mạnh tụ về một điểm." Anh nghe vậy bèn lắc đầu ngay, sai hoàn toàn. Đinh Thượng Hiền sửng sốt, sai ư? Ngô Bình trả lời: Ông không biết rõ về điều này, cũng không biết vì sao điều này lại như vậy. Bảo đan là khi tu luyện đến một giai đoạn nhất định, cơ thể và tinh thần đều đạt đến trạng thái hoàn mỹ, có tiếp xúc ắt thích ứng là cảnh giới chưa biết đã có thể cảm nhận trước. Ông chỉ đơn thuần lý giải nó là chân khí ôm thành vòng tròn, không cảm thấy nực cười sao? Sắc mặt của Đinh Thượng Hiền thoát cái trở nên vô cùng khó coi, chẳng lẽ Lục Huyền Cơ lừa tôi? ngô bình tò mò lục huyền cơ là ai đinh thượng hiền thở dài sau khi đạt được cảnh giới thần tôi đã hỏi ý kiến của lục huyền cơ khi ấy lục huyền cơ đã là cao thủ tiên thiên rồi ông ta bảo rằng bão đan nghĩa là chân khí hỗn nguyên trong đan điền giữ mà không tản ra ngô bình lắc đầu cách nói của người này chỉ là trình bày về bão đan theo một góc độ nào đó thôi ông mà nghe theo ông ta không gặp vấn đề mới là lạ đinh thượng hiền đáp nhưng Chương 254 vậy thì tốt quá. Ngô Bình nhìn ông, muốn giải quyết tận gốc vấn đề này thì ông buộc phải rút khỏi bão đan, đưa chân khí trở về cơ thể, sau đó bão đan lại từ đầu. Đinh Thượng Hiền cả kinh, rút khỏi bão đan ư? Nhưng giờ tôi đã lớn tuổi rồi, khí huyết suy yếu, e là không thể bão đan lại lần nữa. Ngô Bình nhẹ nhàng bảo, không sao, ông tìm một cây nhân sâm nghìn năm đi, tôi sẽ giúp ông điều hòa khí huyết, bão đan chắc chắn không thành vấn đề. Nhân sâm nghìn năm, Đinh Thượng Hiền cười khổ, đó là sâm thượng hạng, không dễ tìm mà. Rồi ông nghiến răng, "Được rồi, tôi sẽ tìm ra nó nhanh nhất có thể, sau đó đến tìm cậu." Ngô Bình hỏi, "Ông có biết sau khi bão đan thì phải tu luyện thế nào không?" Đinh Thượng Hiền nói, "Sau khi bão đan, tôi từng tìm Lục Huyền Cơ. Ông ta bảo bão đan có ba cảnh giới, cảnh giới một là luyện hình, cảnh giới hai là luyện ý, cảnh giới ba là hình ý hợp nhất." Ngô Bình cười bảo, Lục Huyền Cơ này là cao thủ hình ý quyền nhỉ. Đinh Thượng Hiền gật đầu, đúng vậy, tính ra, ông ta còn là sư thúc của Dương Thiên Thiền, vai vế cao kinh khủng. Ngô Bình nói, nói thế cũng không sai. Thật ra, cảnh giới tiên thiên theo hiểu biết của Ngô Bình chia thành 5 cảnh giới, còn huyền diệu hơn cả những gì Lục Huyền Cơ nói. Nhưng anh không thể nói với Đinh Thượng Hiền, dù sao thì cũng chưa biết cả hai là bạn hay thù. Ngoài nhân sâm nghìn năm, anh còn viết một đơn thuốc, ghi lại một số dược liệu quý hiếm. Ngô Bình bảo Đinh Thượng Hiền tìm đầy đủ, sau đó anh mới có thể giúp đối phương bão đan lại từ đầu. Đinh Thượng Hiền cảm ơn dối rít rồi đưa Ngô Bình xuống lầu. Từ đây về nhà vừa khéo đi ngang nơi ở của từ quý phi. Ngô Bình đi đường vòng một chút để tìm gặp ông ấy. Dạo trước từ quý phi đã giúp anh rất nhiều mà anh vẫn chưa chính thức cảm ơn. Xe dừng ngay cổng, anh thấy ô tô của trác khang cũng đang đỗ ở đó có bốn năm người đang đứng trước cửa thấy anh đến một tên đàn em vội vàng đi báo tin trác khang lo lắng bước ra cất lời cậu ngô cậu đến rồi ngô bình hỏi chuyện gì vậy trác khang cuống cuồng kéo anh vào nhà rồi chỉ lên lầu liệu có xảy ra chuyện gì không ngô bình ngẩng lên nhìn thấy từ quý phi ngồi trang nghiêm như tượng phật đã đột phá được cảnh giới thứ hai của luyện thần cảnh giới thần ý anh từng trò chuyện với từ quý phi về ba cảnh giới của luyện thân hẳn là từ quý phi được kích động nên hôm nay đột phá vô cùng suôn sẻ vậy nên anh chỉ cười đừng lo sẽ xuống nhà trong vòng một hoặc hai giờ nữa thôi trác khang thở phào vậy thì tốt quá ngô bình cũng không có việc gì nán lại chuyện trò với trác khang tiện thể chờ từ quý phi xuất quan trác khang nói vịnh bạch long tiến triển thuận lợi ông ta ước tính biệt thự mà Ngô Bình cần sẽ xây xong trong khoảng 3 tháng. Tính thêm lắp đặt này kia thì cao lắm là nửa năm sẽ hoàn thành. Nói được mấy câu thì bỗng có tiếng ô tô ngoài cửa, sau đó trước cửa vang lên mấy tiếng quát mắng. Ngô Bình và Trác Khang vội vàng ra xem. Chương 255 nên ông đến tìm tôi ư? Họ thấy một chiếc xe MPV cách đó hơn 10 mét đang bị người của Trác Khang chặn lại một người đàn ông trung niên bước xuống từ chiếc xe ấy bảo rằng muốn gặp từ quý phi nhưng giọng điệu rất ngang ngược. đứng trông từ xa Ngô Bình nhìn ra người trung niên này luyện hình ý quyền, lòng thoáng dao động. Anh bèn xài bước tiến lại gần, cất tiếng hỏi ông là bạn của môn phái hình ý. người đàn ông quan sát Ngô Bình đang định lên tiếng hỏi thì cửa xe đã kéo xuống, một giọng nói đầy giận dữ vang lên, sư huynh chính nó đánh em đấy. Nó là Ngô Bình, người lên tiếng là Nghiêm Lập Chân đang ngồi trên xe. Ngay sau đó, khí tức trên người của người đàn ông trung niên đã bộc phát, sát khí bắn về phía Ngô Bình. Lưng ông ta hơi nhô lên, mặt nghiêm nghị. "Hỗn láo." một giọng nói già nua vang lên. Người đàn ông trung niên vội thu khí thế lại, ông ta mở cửa xe, một ông lão khoảng hơn 100 tuổi bước xuống xe. Đầu ông ấy bạc trắng, đang mặc trang phục màu tím nhạt đời đường ông lão xuống xe rồi quan sát ngô bình sau đó chắp tay hỏi cậu là quyền sư ngô bình đúng không ngô bình đáp là tôi ông lão tôi là dương thiên thiền ngô bình bình thản nói ra là tông sư dương ông đến trả thù cho đồ đệ à không dám dương thiên thiền vội nói tôi đã biết rõ mọi chuyện rồi là lưu trực hưng muốn hại cậu trước nên cậu mới đánh chết nó thế là nó đáng đời về sau nghiêm lập chân đến trả thù cho sư huynh mình thì bị cậu phế tu vi cũng đáng đời nốt ông ấy ngập ngừng một lát rồi nói tôi đến đây là có chuyện muốn thỉnh giáo quyền sư ngô ngô bình ông biết tôi ở đây ư dương thiên thiền lắc đầu không vì vậy tôi phải tới tìm từ quý phi trước sau đó mới gặp được cậu ngô bình trầm mặc một lát rồi nói mời vào người của dương thiên thiền đều ở bên ngoài chỉ có một mình ông ấy và ngô bình đi vào trong nhà Chắc Khang sai người bày bàn ghế để Ngô Bình và Dương Thiên Thiền ngồi luôn dưới bóng cây. Dương Thiên Thiền thở dài nói, tôi đã sống được 105 tuổi, nhưng Tu Vi vẫn mắc kẹt ở cảnh giới thần mãi. Thật ra, tôi không còn sống được bao lâu nữa, nhưng tôi không cam tâm, vẫn muốn đột phá lên cảnh giới Thiên thiên. Ngô Bình, nên ông đến tìm tôi ư. Dương Thiên Thiền gật đầu, cậu đã hạ ám thủ trên người nghiêm lập chân, tôi thử phá giải nhưng phát hiện thủ pháp của cậu rất huyền diệu tôi thấy như cậu đang muốn nói gì đó với mình. Sau khi suy nghĩ hai ngày, tôi mới hiểu đó là đạo lý cân bằng âm dương. Ngô Bình gật đầu, tôi cũng. chương 256 nếu anh muốn chết thì cần gì nhờ tôi. Dương Thiên Thiền vội gật đầu, vâng, tôi rất chú trọng tới sức khỏe của mình. Ngô Bình nhìn ông ấy, hình thể của ông đã tới viên mãn rồi, hầu hết thời gian ông đều dùng để tu luyện công pháp dưỡng sinh đúng không? Dương Thiên Thiền gật đầu tiếp, quyền sư ngô thật tinh mắt, đúng là tôi đang tu luyện công pháp dưỡng sinh. Nhất là sau khi được 100 tuổi, ngày nào tôi cũng tập. Ngô Bình, đó là một trong những lý do khiến ông không thể đột phá lên cảnh giới tiên thiên được. Đột phá lên cảnh giới này cần ý chí rất mạnh, quyết không lùi bước. Đột phá tiên thiên còn cần tu luyện tinh thần, nhưng trong quá trình tu luyện, ông chỉ chú trọng luyện hình để khỏe mạnh hơn, cho nên mới ngày càng xa bước đột phá lên tiên thiên. thiên. Dương Thiên Thiền tỏ vẻ hối hận, ra là vậy, tư chất của tôi rất khá, luyện công cũng khổ cực mà không thể đột phá được. Thì ra là do ý chí của tôi chưa đủ mạnh, chỉ mong sống lâu, chứ quên mất việc đột phá. Ngô Bình, người tu hành phải luôn có chí tiến thủ, ông chỉ mong sống lâu thì không thể tạo ra thành tựu to lớn được. Dương Thiên Thiền thở dài nói, vậy là tôi biết lý do rồi, cảm ơn cậu. Ngô Bình hỏi, ông muốn thử không? Dương Thiên Thiền gật đầu, có chứ, giờ tôi đã biết vấn đề nằm ở đâu rồi nên rất muốn thử. Phen này, không thành công thì cũng thành nhân. Ngô Bình nói, được, nếu ông có thể đột phá lên tiên thiên thì ít cũng sống được đến 120 tuổi, nhưng nếu thất bại thì chỉ sống được vài năm nữa thôi. Dương Thiên Thiền nói tiếp, cậu Ngô, cậu có thể giải ám thủ cho đồ đệ nghiêm lập chân của tôi được không? Ngô Bình, dẫn anh ta vào đây nghiêm lập chân đang ngồi trên xe thì được người ta khiêng vào rồi nằm dưới đất trông anh ta như ma quỷ vì mấy ngày vừa rồi phải sống không bằng chết hơn nữa đầu gối còn dập nát cố mãi mới giữ được chân dương thiên thiền quát láo lếu con đi giết cậu ngô rồi bị cậu ấy đánh cho thành thế này là tự con chuốc lấy nghiêm lập chân cắn răng rồi nói với ngô bình tha cho tôi cho tôi đi thanh thản đi ngô bình cười lạnh nói nếu anh muốn chết thì cần gì nhờ tôi Nghiêm Lập Chân chợt lôi một con dao ra da kề lên cổ. "Cheng." Ngô Bình búng tay, con dao rơi xuống đất, anh lạnh nhạt nói, anh như người chết đi sống lại, tôi mong anh có thể hiểu ra một điều. Chương 257 mong lần này ông sẽ thành công. Ngô Bình điểm ngón tay vào không trung, Nghiêm Lập Chân lập tức thấy người nhẹ bẫng, ám thủ đã được hóa giải. Nghiêm Lập Chân bắt đầu bật khóc, trước khi bị Ngô Bình đánh, anh ta oai phong biết nhường nào nhưng giờ hai chân đã bị phế cuộc đời coi như chấm hết dương thiên thiền thở dài ông ấy rất thích người đồ đệ này không ngờ giờ anh ta lại thành ra như vậy dù được chữa trị thì đôi chân của nghiêm lập chân cũng không thể lành lặn như ban đầu được ngô bình con người phải thận trọng trong hành vi của mình vì làm gì cũng sẽ phải trả giá hôm đó anh không giết được tôi mà còn bị tôi đánh bại nhưng sau đó anh vẫn uy hiếp đòi giết cả nhà tôi Tôi giữ lại mạng cho anh vì nể mặt Dương Thiên Thiền, hãy dùng những ngày tháng còn lại trong đời mà suy ngẫm đi." Dương Thiên Thiền giơ tay lên, Nghiêm Lập Chân lập tức được người ta khiêng đi, sau đó ông ấy chắp tay với Ngô Bình, "Cậu Ngô, cảm ơn những chỉ dẫn của cậu, tôi xin phép." Ngô Bình chợt hỏi, "Tông sư Dương có quen Lục Huyền Cơ không?" Dương Thiên Thiền biến sắc mặt đáp, "Cậu biết tiểu sư thúc của tôi ư?" Ngô Bình, "Không." tôi chỉ thấy lạ vì sao tiểu sư thúc của ông không chỉ dẫn cho ông đột phá lên tiên thiên dương thiên thiền trầm ngâm một lúc lâu mới đáp tiểu sư thúc bảo với tôi là tôi không có vấn đề gì cả nên cứ tiếp tục tu luyện dưỡng sinh đi ông ấy còn nói phải khỏe thì mới đột phá lên cảnh giới cao hơn được ngô bình đáp một tiếng rồi nói mong lần này ông sẽ thành công dương thiên thiền ra vẻ với vẻ đăm chiêu ông ấy cảm thấy tiểu sư thúc của mình hình như cố dẫn mình đi sai đường Dương Thiên Thiền đi rồi, chắc Khang mới thở phào một hơi, cậu Ngô, tôi cứ tưởng Dương Thiên Thiền đến gây sự cơ. Ngô Bình ra hiệu bảo ông ta ngồi xuống rồi hỏi tình hình của Lý Ngư Long. Lần trước, anh đã phế tu vi của Lý Ngư Long rồi. Chắc Khang cười khà khà nói, ông ta vẫn đang nằm viện nên tôi tranh thủ sơi vài địa bàn của ông ta rồi. À, tôi đã gặp ông chủ của Lý Ngư Long rồi đấy. Ngô Bình, hả, người đó nói sao? tôi đã thỏa. chương 258 chú đừng nhắc chuyện tiền nong nữa. Ha ha, chúc mừng anh ba, Ngô Bình nói với từ quý phi. Từ quý phi cười lớn nói, nhờ chú em cả, ý ông ấy là nhờ có cách hít thở long tượng mà Ngô Bình truyền thụ cho mình. Ngô Bình, anh ba đột phá thuận lợi, em cũng yên tâm rồi, dứt lời, anh định chào tạm biệt. Từ quý phi vội nói, đừng đi, để chắc khang pha thêm ấm trà cho chúng ta nhấp giọng đã. Ngô Bình vội xua tay, anh ba, để hôm khác đi ạ, à, nay em có việc rồi. Từ Quý Phi cũng không ép, mà tiến Ngô Bình ra ngoài, thấy anh lái chiếc mét cổ của Trác Khang, ông ấy nói ngay, Trác Khang, chiếc xe này cũ quá rồi, đưa chiếc M8 của anh cho chú Ngô đi. Trác Khang vâng lời rồi bảo một tên đàn em mang chìa khóa ra, sau đó cười nói, cậu Ngô, là lỗi của tôi, con mét này là xe của tôi mua từ 10 năm trước rồi, vì thích nên tôi vẫn đi nhưng nó không hợp với tuổi tác và thân phận của cậu đâu. Ông ta đưa chìa khóa cho Ngô Bình rồi chỉ về phía một chiếc BMW SM8 ở phía xa rồi nói, xe đó tôi được một người bạn tặng, nhưng tôi đi không quen, sau này cậu cứ lấy mà dùng. Ngô Bình cũng không khách sáo, cảm ơn, sau này tôi sẽ trả tiền xe cho ông. Chắc Khang, cậu Ngô, cậu làm thế là khinh tôi đấy, có một chiếc xe thôi mà, sao tôi nhận tiền của cậu được. Từ Quý Phi cũng nói, chú đừng nhắc chuyện tiền nong nữa. Thấy họ có thành ý như vậy, Ngô Bình không nhắc chuyện tiền nong nữa. Anh ngồi lên chiếc M8, cảm giác quả nhiên khác hẳn, anh đạp chân ga, chiếc xe lao vút đi, động cơ khỏe, tăng tốc lên 100 km giờ chỉ mất hơn 3 giây. Sau khi về căn nhà ở Thái Khang, anh lập tức đi vào phòng sách tiếp tục mua cổ phiếu của công ty truyền thông Sơn Hải, hôm nay anh lại mua thêm 1 triệu cổ. Dạo này, tình hình cổ phiếu rất đình trệ, giá mà anh mua vào đã giảm một chút. Anh vừa mua cổ phiếu xong thì Chu Thanh Niên gọi tới. Anh Ngô, anh vẫn ở Vân Kinh à? Ngô Bình hỏi, Thanh Niên, sao thế? Chu Thanh Niên, chú út của em về nhà rồi, em định dẫn chú ấy tới nhờ anh khám hộ xem có chữa được không? Ngô Bình rất ngạc nhiên, anh không hề biết Chu Thanh Niên còn một người chú nữa nên hỏi, chú em mắc bệnh gì? Chu Thanh Niên, ba năm trước, chú ấy bị người ta đánh, sau đó thì luôn điều trị ở Đại Thiền Tông. Gần đây, tình hình của chú ấy chuyển biến xấu, Đại Thiền Tông cũng bó tay rồi nên đưa chú ấy về nhà. Nói đến đây, chú thanh niên bắt đầu nghẹn ngào. Ngô Bình nói, anh đang ở Vân Kinh, em dẫn chú ấy tới đi. Chú thanh niên, vâng, em đi ngay đây. Chu Truyền Võ và Chu Truyền đều đang ở căn nhà của tại tỉnh tỉnh, Chu Viễn Sơn cũng đang ở đây, ngoài ra còn có Chu Thanh Niên và em họ cô ấy là Chu Hiếu Sinh. Bọn họ đang vây quanh một người thanh niên, người này khoảng hơn 30 tuổi, trông rất đẹp trai, nhưng mặt mày vàng vọt, tiểu tụy. chương 259 dù chỉ có một tia hy vọng, bố cũng muốn thử. Người đàn ông ho khù khụ với vẻ đau đớn rồi nói, mọi người lại tìm bác sĩ đấy à? Âm lôi trưởng của Phạm vô thường không ai có thể chữa được đâu, đừng phí thời gian nữa. Chu thanh niên vội nói chú, lần này chắc chắn sẽ chữa được bác sĩ ngô giỏi lắm giỏi hơn y tăng phổ nhân của đại thiền tự ư người đàn ông hỏi chu thanh niên không còn gì để nói y tăng phổ nhân là bậc thầy y thuật ở đại thiền tự danh tiếng nổi khắp xa gần không ai dám nói mình có y thuật giỏi hơn ông ấy chu viễn sơn truyền anh y thuật của cậu ngô thật sự rất giỏi con cứ thử xem sao chu truyền anh nhìn bố mình rồi thở dài nói vâng thế thì đi vậy. Sau đó anh ta nhíu mày nhìn Chu Thanh Niên rồi nói Thanh Niên, Phục Hải bảo lâu rồi cháu không liên lạc với cậu ta, thậm chí cũng nhận điện thoại luôn là sao? Chu Thanh Niên cúi đầu nói chú, bọn cháu không hợp nhau nên chia tay rồi ạ. À? Phục Hải là người mà Chu Truyền Anh giới thiệu cho Chu Thanh Niên từ năm ngoái, đó là thiên tài võ thuật của Đại Thiên Tự, tiền đồ rất sáng lạn. Vì chú mình nên dù không thích nhưng Chu Thanh Niên vẫn đi gặp hắn sau đó thi thoảng điện thoại qua lại cho nhau. Phục Hải chỉ một lòng hướng về võ thuật nên quanh năm sống ở Đại Thiền Tự, hai người lâu lâu mới gặp nhau một lần. Chu Thanh Nhiên không thích mà cũng không ghét Phục Hải, cô ấy thấy đây là người chú mình giới thiệu cho nên cứ làm quen một thời gian thôi. Cho đến khi Chu Thanh Nhiên gặp Ngô Bình rồi sớm tối bên cạnh anh, cô ấy đã thầm thích anh, vì vậy cách đây không lâu đã nói lời chia tay với Phục Hải. Thật ra cũng không thể nói là chia tay, vì họ chưa từng nói lời yêu chính thức tất cả đều do chú sắp xếp thôi nghe thấy chu thanh niên bảo đã chia tay với phục hải chu truyền anh tái mặt nói phục hải xuất sắc như thế tiền đồ cũng rộng mở cháu chia tay với cậu ấy sẽ làm giảm ý chí luyện võ của cậu ấy đấy chu thanh niên rất kiên quyết với chuyện này cô ấy nói chú cháu muốn tự quyết định chuyện này ạ à? chu truyền anh thở dài nói cháu lớn rồi thì cũng có suy nghĩ riêng của mình có phải cháu thích người khác rồi không chu thanh niên cắn môi đáp vâng ai thế chu truyền anh hỏi chu viễn sơn họ khụ một tiếng rồi nói thật ra chuyện này là tại bố cậu ngô là cao thủ cảnh giới khí lại có y thuật cao vì thế bố thấy cậu ấy rất thích hợp với thanh niên chu truyền anh nhắm mắt lại nói bố bố bảo con bé tiếp cận cậu ta vì cậu ta giỏi y thuật có thể chữa khỏi bệnh cho con ư chu viễn sơn không phủ nhận mà nói dù chỉ có một tia hy vọng bố cũng muốn thử Bố, bố lẫn rồi đấy, Chu Truyền anh trợn. Chương 260 người ra tay biết lôi pháp ạ. À. Chu Truyền anh như không còn gì để nói nữa, thôi được rồi, chuẩn bị đi Vân Kinh thôi. Dù Chu Truyền anh nghĩ Ngô Bình không thể chữa khỏi bệnh cho mình, nhưng anh ta không muốn làm người nhà thất vọng nên vẫn đồng ý đi. Chẳng mấy chốc, hai chiếc xe đã phóng về phía Vân Kinh. Chu Truyền anh ngồi ở xe sau, Chu Hiếu Sinh và Chu Thanh Nghiên thì ngồi ở xe trước không có người lớn ở đây nên chu hiếu sinh hỏi chị nhiên bác sĩ ngô đó giỏi lắm à chu thanh nhiên gật đầu đương nhiên vấn đề tu luyện của chị và ông mình đột phá tu vi cũng nhờ anh ấy giúp đấy chu hiếu sinh sáng mắt lên nói thật thế à thế chị bảo anh ấy giúp em tăng tu vi được không chu thanh nhiên rất nhiều em họ mình nên lập tức liếc cậu ấy một cái em lười như thế thì có thần tiên cũng không giúp nổi chu hiếu sinh cười trừ chị nhiên làm gì đến mức ấy? nói rồi, chu hiếu sinh đột nhiên trầm giọng nói, chị nhiên, nếu chị nên duyên với bác sĩ Ngô thì phải coi chừng phục hải đấy. chu thanh nhiên cau mày, sao cơ? chu hiếu sinh, em hiểu phục hải hơn chị nhiều. bối cảnh của anh ta ghê lắm, lại là thiên tài của đại thiền tự nữa nên rất ngông nghênh, không coi ai ra gì đâu. nếu chị với bác sĩ Ngô đến với nhau, chắc chắn anh ta sẽ gây sự với bác sĩ Ngô. Chu Thanh Nhiên trột dạ, anh ta sẽ làm vậy ư. Chu Hiếu sinh gật đầu, khả năng cao đấy chị. Chu Thanh Nhiên lập tức thấy lo lắng. 4 giờ chiều, xe của nhà họ Chu đã tới khách sạn lớn Long Hoa. Ngô Bình đã đặt sẵn phòng ở đây, biết họ đã đến, anh ra ngoài trước để chờ. Sau khi gặp lại Chu Thanh Nhiên, anh thấy cô ấy vẫn xinh đẹp như vậy, nhưng lại thoáng có vẻ lo lắng. Người nhà họ Chu đều đã tới ngoài mấy bố con Chu Viễn Sơn ra thì còn hai gương mặt lạ khác. Chu Truyền Anh ngồi trên xe lăn với vẻ mệt mỏi, vừa xuống xe đã quan sát Ngô Bình ngay. Sau vài câu hàn huyên, Chu Thanh Nhiên đã giới thiệu với Ngô Bình, anh Ngô, đây là chú út của em. Ba năm trước, chú ấy bị trúng một trưởng của Phạm Vô Thường, luôn chữa trị ở Đại Thiên Tự. Gần đây, vết thương của chú ấy trở nặng, đến y tăng phổ nhân cũng phải bó tay rồi. Ngô Bình cũng quan sát Chu Truyền Anh, anh ta là cao thủ cảnh giới khí đại chu thiên, nhưng kinh mạch đã bị chất độc xâm nhập nên không thể vận khí được. Hiện giờ, anh ta chẳng khác nào một người bình thường. Chu Viễn Sơn vội hỏi, "Cậu Ngô, vết thương của truyền anh có chữa được không?" Ngô Bình đáp, "Chúng ta vào phòng rồi nói." Cả đoàn người đi vào phòng mà Ngô Bình đã đặt trước, anh bảo nhân viên phục vụ pha trà rồi mới nói, "Người ra tay biết lôi pháp ạ." Chu truyền anh giật mình, cậu còn chưa bắt mạch cho tôi mà đã nhìn ra vết thương của tôi rồi ư. chương 261 luyện khí thành sức mạnh. Ngô Bình, có gì khó đâu, tôi nhìn sắc mặt của anh là biết huyết mạch bị tắc nghẽn, hơn nữa còn là ám thương, rất có khả năng là âm lôi trường, một dạng âm công của lôi sát công. Chu truyền anh lập tức bị chinh phục bởi y thuật của Ngô Bình, cậu thật tinh mắt, tôi bị trúng âm lôi trường, không biết có thể chữa được không, Chu truyền anh căng thẳng, ba năm qua, anh ta đã nhụt trí rồi nhưng giờ gặp được ngô bình đột nhiên anh ta lại lóe lên tia hy vọng ngô bình ngập ngừng rồi đáp có chứ chu truyền anh run lên thật không ngô bình gật đầu rồi cười nói nếu anh đến sớm hơn mấy hôm tôi điều trị sẽ hơi khó nhưng bây giờ thì đơn giản rồi tốt quá rồi chu thanh niên và chu hiếu sinh vui đến mức suýt nhảy cẫng lên mấy bố con chu viễn sơn cũng thở phào một hơi chu truyền võ cười nói ngô bình Cảm ơn cháu, cháu đúng là ân nhân của cả nhà chú. Đây không phải lần đầu tiên Ngô Bình giúp nhà họ Chu, nên ai cũng rất cảm kích. Chu Viễn Sơn nói, chuyện anh, bố có chuyện muốn nói với con. Lần trước, Kiều Ba đến tận nhà ta trả thì chính cậu Ngô đây đã ra tay ngăn cản." Chu Truyền Anh ngạc nhiên, "Kiều Ba? Chuyện xảy ra khi nào vậy ạ? À? Tại sao bố không kể cho con biết?" Chu Viễn Sơn nói, "Khi ấy, con vẫn đang dưỡng thương ở Đại Thiền tự." bố không muốn làm con lo lắng ảnh hưởng đến vết thương. Chu truyền anh thở dài nói, bố, nếu không có cậu ngô thì bố biết hậu quả nghiêm trọng đến mức nào không? Dẫu sao con cũng là đệ tử của đại thiền tự, nhà mình gặp chuyện, cao thủ của môn phái sẽ không ngoảnh mặt làm ngơ đâu. Chu Viễn Sơn cười nói, được rồi, chuyện qua rồi mà. Truyền anh, con hãy ở lại đây chữa bệnh cho sớm khỏe lại. Chu Viễn Sơn còn phải quản lý việc kinh doanh, Chu Truyền Võ và Chu Truyền cũng phải đi làm nên cả ba đều rời đi trước. Chỉ còn Chu Hiếu Sinh và Chu Thanh Nhiên ở lại. Người lớn đi rồi, Chu Hiếu Sinh mới dám lên tiếng, "Anh Ngô, võ công của anh đến bậc nào rồi ạ?" À? Ngô Bình đáp, "Luyện khí thành sức mạnh." Chu Hiếu Sinh dựng ngón tay cái, "Quá oách." Sau đó, cậu ấy lại nói với Chu Truyền, "Anh chú, Phục Hải cũng đang ở cảnh giới ấy nhỉ?" Chu Truyền anh gật đầu. Phục Hải là một thanh niên tài giỏi của Đại Thiên Tự, mới 32 tuổi mà đã luyện khí thành sức mạnh rồi. Đương nhiên so với cậu Ngô đây thì vẫn còn kém xa. Chu truyền anh không hề tâm bốc Ngô Bình, luận về tuổi tác thì Phục Hải lớn tuổi hơn Ngô Bình, vì thế so về mặt tiềm lực thì chắc chắn Ngô Bình phải hơn. Nghe thấy Đại Thiên Tự, Ngô Bình hỏi, nghe nói Đại Thiên Tự có 72 tuyệt kỹ, 9 đại thần thông, 3 đại thần công, đúng không ạ? Chu truyền anh cười đáp, 72 tuyệt kỹ ấy là người ngoài đồn thổi với nhau thôi, chứ đúng ra là nhiều hơn. Riêng những tuyệt kỹ mà tôi biết đã là hơn 200 rồi. Chín đại thần thông và ba đại thần công thì đúng, nhưng rất ít người luyện được, vì yêu cầu cao quá. chương 262 không biết uy lực ra sao. Ngô Bình rất hào hứng, dù anh tu luyện thiên địa huyền hoàng quyết, nhưng vẫn muốn tiếp cận với nhiều môn võ thuật khác để làm dồi dào kiến thức của mình. Chu Truyền Anh thấy Ngô Bình nổi hứng thì nói, cậu Ngô, tôi đã nghiên cứu năm môn tuyệt kỹ của Đại Thiền Tự, chờ tôi khỏe lại, tôi sẽ nói cho cậu biết. Ngô Bình sáng mắt lên, Chu Truyền Anh nói rất khéo, ý của anh ta là sẽ truyền thụ công pháp của Đại Thiền Tự cho anh, như vậy có được không? Chu Truyền Anh cười nói, cậu Ngô không biết chứ, 72 tuyệt kỹ của Đại Thiền Tự đã lưu truyền rộng trong giang hồ rồi, dù cậu học hết thì cũng không sao cả. Ngô Bình mừng thầm, vậy thì tốt anh bảo chu truyền anh đi vào một phòng khác rồi bắt đầu trị thương cho anh ta. Quá trình trị thương thật ra rất đơn giản, anh dùng kim châm cứu để truyền chân khí vào kinh mạch của chu truyền anh thôi. Chân khí màu vàng có khả năng bồi bổ kinh mạch, xử lý ám thương, vì vậy chưa tới một tiếng sau, chu truyền anh đã hồi phục được phần nào rồi. Sau khi hồi phục được hai đường kinh mạch cho chu truyền anh, Ngô Bình đã thấm mệt nên gọi mọi người đi ăn. Ăn xong, anh nghỉ ngơi một lát rồi lại chữa trị tiếp. Thấy Ngô Bình mướt mồ hôi, Chu Thanh Nhiên lấy khăn bông đứng cạnh lau cho anh. Chu truyền anh bị thương ở bốn đường kinh mạch, đến 9 giờ tối, cả bốn đường này đều đã được đả thông. Sau đó, anh ta lập tức vận chuyển chân khí, chỉ thấy toàn thân khoan khoái, tinh thần phấn chấn nên mừng rỡ nói, "Tôi khỏi rồi." Anh ta nhanh chóng đứng dậy rồi vái Ngô Bình. Ngô Bình đỡ anh ta lên rồi cười nói, "Tôi ngang hàng với thanh niên nên không dám nhận đâu." Chu truyền anh cảm thán, trước đó, thanh niên bảo tôi đến đây, tôi còn không muốn, vì nghĩ y thuật của cậu không thể bằng y tăng phổ nhân được. Bây giờ xem ra là tôi thiền cận rồi, y thuật của cậu thật sự rất cao siêu. Ngô Bình cười nói, quá khen. Anh nói tiếp, tôi đã đặt thêm một phòng nữa, một tháng tới, anh hãy tính dưỡng cho khỏe, sau đó sẽ khỏe lại như bình thường. Chữa xong cho Chu truyền anh, Ngô Bình mệt nhoài nên lập tức sang một phòng khác nghỉ ngơi, nửa đêm, anh mới dạy tu luyện cách hít thở để nâng cao lực tinh thần vừa mở mắt anh đã thấy là 9 giờ sáng ngày hôm sau rồi ngô bình mở cửa ra thì thấy mấy chú cháu chu thanh niên đang trò chuyện trong phòng khách chu truyền anh cười nói chào cậu ngô tôi bảo người mang bữa sáng lên nhé ngô bình gật đầu mọi người chưa ăn à chu thanh niên chờ anh đó chu truyền anh nói cậu ngô ăn sáng xong chúng ta tỉ chương 263 cốc ngọc ba chân. Ngô Bình nghe anh ta giảng giải cả buổi sáng thì đã ghi nhớ toàn bộ. Anh phát hiện kim cương long trảo thủ của mình và cầm long thủ mà phối hợp với nhau sẽ tạo ra uy lực rất mạnh. Anh bắt đầu luyện chiêu thức thứ nhất, chỉ mất hơn một tiếng là học xong, điều này khiến Chu Truyền Anh kinh ngạc mãi không thôi. Ban đầu, anh ta học chiêu thức này mất hơn tháng trời, nhưng Ngô Bình chỉ mất hơn một tiếng. Buổi trưa, anh bảo mọi người ở lại khách sạn rồi gọi Hồng Lăng đến Vịnh Bạch Long để tiểu thần hấp thụ linh khí. Trong lúc đó, anh tranh thủ mua một ít cổ phiếu bằng điện thoại. Chờ tiểu thần hấp thu no linh khí, anh tiếp tục chữa trị cho Trần Lăng Sương. Hôm qua, Trần Lăng Sương đã hồi phục một vài chức năng nhỏ rồi, hiệu quả hôm nay còn tốt hơn, cô ấy không chỉ tỉnh táo lạ mà còn còn cử động được ngón chân. Sau khi thu kim lại, ngô bình đã dùng năng lực nhìn xuyên thấu quá mức nên phải ngồi tại chỗ mất nửa tiếng rồi mới mở mắt ra trần lăng sương nói bác sĩ ngô anh vất vả rồi hôm nay vệ thanh ảnh không đến mà chỉ có một cô điều dương thôi ngô bình nói cô trần đừng khách sáo tối tôi sẽ lại đến trần lăng sương bác sĩ ngô tôi thấy hình như anh mệt lắm thì phải tôi áy náy quá cô ấy nói với điều dưỡng chị vương chị lấy chiếc hộp bằng gỗ đỏ ra đây cô điều dưỡng lấy chiếc hộp ra trần lăng sương cầm để lên gối sau đó mở hộp có một con cóc ngọc ba chân ở bên trong nhìn thấy con cóc ngọc ngô bình thầm thấy kinh ngạc đó là cóc ngọc ba chân đây là một loại dược liệu vô cùng quý giá còn đắt hơn cả sâm vua sao cô ấy có được chứ trần lăng sương mỉm cười nói bác sĩ ngô nhìn vẻ mặt của anh thế kia chắc anh biết thứ này đúng không ngô bình gật đầu đây là cóc ngọc ba chân một vị thuốc rất hiếm cô trần sao cô có nó vậy trần lăng sương cười đáp bố tôi cho đấy ông bảo đây là bảo bối nhưng không nói cho tôi biết cách dùng ngô bình đúng là bảo bối đấy nó là thuốc dẫn để luyện đan người bình thường không biết cách dùng đâu trần lăng sương cúi đầu nói ngày xưa vì giữ thứ này mà bố tôi bị người ta đánh chết giờ nghĩ lại tôi thấy không đáng Cô ấy đưa cái hộp cho Ngô Bình, bác sĩ Ngô, tôi tặng anh. Ngô Bình ngạc nhiên rồi vội nói, không, thứ này quý quá, tôi không nhận được. Trần Lăng Sương thờ ơ nói, bác sĩ Ngô có ơn với tôi, hơn nữa tôi giữ thứ này cũng vô dụng, chỉ bằng tặng cho người cần thì hay hơn. Ngô Bình thoáng do dự, anh đã nhận tiền chữa bệnh rồi, giờ lại lấy thêm thứ này nữa thì hơi quá. Anh suy nghĩ rồi nói, được, tôi mua con cóc ngọc ba chân này với giá 50 triệu, Chiều tôi sẽ mang chi phiếu tới cho cô." Trần Lăng Sương vội xua tay nói, "Bác sĩ Ngô, anh đừng làm vậy, tôi thật lòng muốn tặng con cốc ngọc này cho anh mà." Ngô Bình nghiêm túc nói, "Tôi biết cô cảm kích tôi, nhưng thứ này quá quý, tôi không thể nhận không được." Thật ra, 50 triệu vẫn là tôi được hời đấy. Trần Lăng Sương thấy Ngô Bình kiên quyết như vậy thì đành gật đầu nói, "Bác sĩ Ngô, anh đúng là chính nhân quân tử, tôi vô cùng bội phục." chương 264 hóa ra cô Trần cũng có công ty riêng à. Ngô Bình xua tay, cô đừng khen tôi như thế, cô nói cho tôi biết lai lịch của con cóc ngọc này đi, sao bố cô lại có nó. Trần Lăng xương gật đầu rồi kể lại mọi si cho Ngô Bình nghe. Bố của Trần Lăng xương tên là Trần Bảo Minh, là một người chuyên đi đào nhân sâm. Người làm nghề này đều biết võ, bản lĩnh cao cường, vì thường phải đi đến những nơi hoang dã để tìm nhân sâm tự nhiên. Trần Bảo Minh là cao thủ đào sâm, trong đời, ông ấy đã đào được rất nhiều sâm tể tướng nhất phẩm, vì thế gia đình cũng khá giả, cũng được coi là một hộ giàu có ở nơi sinh sống. Năm Trần Lăng Sương 13 tuổi, Trần Bảo Minh đã lâu không lên núi bỗng nhận được một cú điện thoại, sau đó ông ấy đã hẹn ba người đồng hành lên núi Trường Bạch đào sâm. Chuyện này họ đã đi những nửa tháng. Khi quay về, Trần Bảo Minh đã mất một cánh tay và một con mắt, người cũng bị thương nặng. Ông ấy bảo với Trần Lăng Sương là nhận được tin có một con cóc ngọc xuất hiện trên núi Trường Bạch, vì thế mới cùng nhau đi thử vận may. Nhờ có kinh nghiệm đào sâm phong phú nên Trần Bảo Minh đi 10 ngày đã tìm được hang ổ của con cóc ngọc ấy ở trong một hồ băng. Bọn họ mất 3 ngày mới dụ nó ra được rồi bắt nó. Sau khi bắt được con cóc ngọc, đột nhiên có hai người khác xuất hiện. Một trong hai người đó là cao thủ hình ý quyền, người còn lại là cao thủ quái trưởng. Hai người đó đã giết ba người bạn đồng hành của Trần Bảo Minh chỉ với vài chiêu. Nếu không nhờ Trần Bảo Minh ôm con cóc trong ngực khiến mấy người kia ném chuột sợ vỡ bình thì chắc ông ấy cũng chết rồi. Trần Bảo Minh ra sức chống cự nên bị đứt một cánh tay và mất một con mắt, lúc đối mặt với cái chết, ông ấy cố lăn xuống núi thì mới thoát nạn. Dù hai người kia liều mạng đuổi theo, nhưng trời chợt đổ một trận tuyết lớn, hơn nữa cũng đã tối nên không thể tìm thấy Trần Bảo Minh. Trần Bảo Minh dùng hết sức bình sinh để đưa con cóc ngọc về nhà, sau đó kể lại mọi chuyện cho người nhà nghe. Ngày Trần Bảo Minh trở về nhà cũng là ngày ông ấy mất vì bị thương quá nặng. Người nhà họ Trần vô cùng đau thương, họ mai táng Trần Bảo Minh xong thì rời quên, sống mai danh ẩn tích ở Thiên Kinh. Ngô Bình nghe xong thì thở dài nói, nhà cô rời quê là đúng, không thì chắc chắn hai người kia sẽ mò tới. Trần Lăng Sương gật đầu, đúng vậy, vì thế nhiều năm qua, Tôi không hề dám kể cho ai biết. Ngô Bình, người nhà cô vẫn khỏe cả chứ? Trần Lăng Sương, mẹ tôi đã qua đời vì bệnh nặng vào 3 năm trước, tôi còn một cô em gái kém tôi 3 tuổi, tên là Ngạo Tuyết. Ngô Bình nói, Lăng Tuyết và Ngạo Tuyết đều là những cái tên rất hay. Trần Lăng Sương, Ngạo Tuyết học giỏi lắm, tốt nghiệp đại học xong thì về quản lý công ty giúp tôi. Ngô Bình, hóa ra cô Trần cũng có công ty riêng à? Trần Lăng Sương, tôi kinh doanh mặt hàng thời trang, toàn hàng bình dân thôi, khiến anh Ngô chê cười rồi. Nói đến đây, cô ấy chợt lấy. Chương 265 cô cũng quen biết Âu Lực. Trần Lăng Sương gật đầu, "Phải, bác sĩ Ngô, tôi tặng nó cho anh, tôi cũng sẽ nói cho anh biết ý nghĩa của ký hiệu trên đó." Ngô Bình chớp mắt, "Cô Trần à, ghi chép này là vô giá đấy, cô thật sự tặng nó cho tôi ư?" Trần Lăng Sương cười đáp, tôi vốn là kẻ tàn phế. Chính bác sĩ Ngô đã giúp tôi có một cuộc đời mới. Lăng Sương không có gì để báo đáp ân tình này, ghi chép này đã không còn giá trị gì với tôi, tặng cho bác sĩ Ngô thì có lẽ nó sẽ giúp được nhiều người hơn. Anh im lặng, hồi lâu sau đó mới lên tiếng, cũng không thể nhận lợi ích từ cô như vậy. Hay là thế này, nếu tôi hái được nhân sâm trong ghi chép, tôi sẽ chia cho cô một nửa số tiền sau khi bán được không nhịn được cười trần lăng sương vội xua tay đừng đừng không cần chia tiền cho tôi đâu ngô bình nói đây là tài sản mà bố cô đã vất vả tích cóc cả đời sao tôi có thể thản nhiên lấy đi chứ cứ quyết định như vậy đi thấy anh kiên quyết quá trần lăng sương chỉ đành đồng ý cô ấy thở hắt ra đoạn bảo bác sĩ ngô là người tốt gặp được anh là may mắn của lăng sương dù sao buổi chiều cũng không có việc gì ngô bình ở lại đây ngồi thiền tu luyện Chờ trời, trời tối rồi lại tiếp tục trị liệu cho Trần Lăng Sương. Dạo gần đây anh phát hiện, mỗi lần dùng đến nhãn lực, anh sẽ cực kỳ yếu ớt. Mà anh càng yếu, hiệu quả tu luyện phương pháp hít thở như lai like càng cao, đặc biệt là tinh thần lực, tăng lên rất rõ ràng. Anh lờ mờ cảm thấy giữa nhãn lực và tinh thần lực của mình có một mối liên hệ diệu kỳ nào đó. Trừng 7 giờ tối, anh cảm thấy tinh lực đã tràn đầy, bèn hồi phục tinh thần, bắt đầu trị liệu cho Trần Lăng Sương quá trình trị liệu vẫn giống như lúc trước. Trần Lăng Sương mặc áo hở lưng theo thói quen, sau đó bình tĩnh nằm sấp trên sofa, tiếp nhận sự trị liệu của Ngô Bình. Mỗi khi tay Ngô Bình ấn lên sống lưng trắng trẻo, cô ấy lại cảm thấy thoải mái vô cùng. Chân khí màu vàng xâm nhập cơ thể, phục hồi dây thần kinh, đả thông kinh mạch. Lần trị liệu này kéo dài đến hơn 11 giờ tối. Lần này, Ngô Bình nối dây thần kinh cơ chi dưới của Trần Lăng Sương. Đôi chân của Trần Lăng Sương chầm chậm có cảm giác trở lại. Đôi mắt sáng rực lên, cô ấy hỏi, "Bác sĩ Ngô à, có phải tôi có thể đi lại rồi không?" Ngô Bình cười đáp, "Đừng vội, một năm này cô không vận động, cơ bắp không có lực, để tôi xoa bóp giúp cô một lúc." Nói đoạn, hai tay anh đã ấn lên chân Trần Lăng Sương, sử dụng chân khí để trị liệu xoa bóp. Trần Lăng Sương nhắm mắt lại, cảm thấy chưa bao giờ dễ chịu như lúc này. Cô ấy hỏi, "Bác sĩ Ngô này, tôi nghe thanh ảnh kể là âu lực từng tìm anh ngô bình đáp cô cũng quen biết âu lực trần lăng sương cười bảo chúng tôi là bạn khá thân từng cùng tham gia chương trình giải trí thật ra tính cách cậu ấy rất được nhưng mẹ cậu ấy lại hơi so đo một chút mong anh đừng giận ngô bình cười lạnh lùng tôi giận gì chứ chúng tôi cũng chẳng có qua lại gì trần lăng sương lặng im giây lát rồi cất tiếng bác sĩ ngô à anh có thể điều trị cho âu lực không Ngô Bình đáp, "Lương y như từ mẫu, tất nhiên tôi muốn giúp cậu ta. Nhưng gia đình cậu ta không tin tưởng tôi, tôi hà tất phải làm khó chính mình?" Trần Lăng Sương mỉm cười, "Tôi sẽ nói với Âu Lực. Trải nghiệm của tôi chắc chắn có sức thuyết phục nhất rồi, đúng không?" "Chương 266 đi chậm thôi, có lẽ được rồi đấy." Ngô Bình im lặng, sau khi xoa bóp mới nói với Trần Lăng Sương, "Cô đứng dậy đi thử xem." Trần Lăng Sương gật đầu, "Được Ngô Bình đỡ." cô ấy chậm rãi đứng lên, hai chân vừa chạm đất, cảm giác hơi không chân thực, đứng được một lúc đã thích ứng ngay. Cô ấy thử nhấc một bước, kinh ngạc thốt lên, tôi đi được rồi. Bác sĩ Ngô, tôi muốn tự đi. Ngô Bình thả tay ra, đứng ở đối diện và cách cô ấy mấy bước. Anh cười nói, đi chậm thôi, có lẽ được rồi đấy. Trần Lăng Sương đi thêm một bước nữa, cảm giác chân thực này vừa xa lạ vừa quen thuộc khiến cô ấy không kìm được nước mắt, có cảm tưởng như được hồi sinh vậy. Đi thêm bước nữa, cô ấy bỗng thấy chân mềm nhún, chúi ngã về phía trước. Ngô Bình nhanh nhạy vươn tay ra đỡ, kết quả là Trần Lăng Sương ngã thẳng vào lòng anh. Lần này là một vòng tay rộng mở, hai tay Trần Lăng Sương ôm chặt eo Ngô Bình, hơi thở đàn ông đầy mãnh liệt khiến cõi lòng Trần Lăng Sương sao động, nhịp thở cũng trở nên gấp gáp. Đỡ lấy cô ấy, Ngô Bình cười nói, không sao, đi thêm vài bước nữa là quen thôi. Ngày mai, tôi sẽ đem mấy gói thuốc cho cô, cô nhớ sắc ra uống. Gương mặt thanh tú của Trần Lăng Sương ửng đỏ, cô ấy gật nhẹ, đáp rằng, bác sĩ Ngô, trời tối rồi, anh ăn gì đó nhé. Ngô Bình cũng thấy đói lắm rồi, bèn gật đầu đồng ý. Ba bữa mỗi ngày của Trần Lăng Sương đều do một nhà hàng gần đây phụ trách. Cô ấy gọi điện, chẳng bao lâu sau, thức ăn đã được mang đến. Ông chủ nhà hàng ấy là một đầu bếp giỏi, nấu ăn rất ngon nên Trần Lăng Sương thích lắm. Vì cô ấy trả rất nhiều tiền, nên dù là nửa đêm, ông chủ cũng sẽ dậy nấu nướng. Ngô Bình ăn đơn giản một chút rồi tạm biệt, ra về. Anh vừa đi khỏi, Trần Lăng Sương đã gọi cho Âu Lực. Lúc này Âu Lực đang nằm vật trên sofa chơi trò chơi. Khoảng thời gian này anh ta sống chẳng theo quy tắc nào, trắng đen đảo lộn. Thấy Trần Lăng Sương gọi đến, anh ta bắt máy ngay, Lăng Sương, hiếm khi thấy cậu gọi cho mình đấy. Trần Lăng Sương nhẹ nhàng nói, Âu Lực à, mình xuống đất đi lại được rồi. Âu Lực ngẩn ra, sau đó ngồi bật dậy, kinh ngạc hỏi cậu khỏe rồi ư? Dùng phương pháp trị liệu nào mới à? Không phải, Trần Lăng Sương đáp, là bác sĩ ngô trị khỏi cho mình đấy, ít ngày nữa là mình có thể giống như lúc trước rồi. Âu Lực cả mừng, Lăng Sương à, cậu gọi cho mình có phải vì anh ta cũng chữa được chấn thương cho mình không? Trần Lăng Sương đáp, dĩ nhiên. Tốt quá rồi, Âu Lực cười to, cậu mau. chương 267, cuối cùng cũng mở được thần giác. Âu Lực nghĩ kỹ lại, tim đánh thịt một cái, lập tức nhớ ra ngô bình. Anh ta kêu lên, không phải chứ, là anh ta sao? Trần Lăng Sương thở dài, mình từng nhắc đến chuyện này, bác sĩ ngô còn canh cánh trong lòng đấy âu lực muốn đánh vào miệng mình quá không ngờ anh ta lại bỏ qua cơ hội trị liệu đúng là ngốc nghếch anh ta nói ngay lăng sương cậu nhất định phải giúp mình nói vài lời tốt đẹp trước mặt bác sĩ ngô mình sẽ đến vân kinh ngay lập tức trần lăng sương đáp mình không dám bảo đảm chỉ cố gắng hết sức có thể thôi tối nay ngô bình vẫn tu luyện phương pháp hít thở khi bình minh đến lòng anh thoáng động cảm giác nhạy cảm hơn hẳn bao gồm cả thính giác khứ giác, xúc giác đều được cải thiện rất nhiều. mắt anh sáng lên, cuối cùng cũng mở được thần giác. đúng vậy, một cách vô tình, anh đã từ cảnh giới khí đi đến cảnh giới thần, đã chính thức có được thần giác. thần giác là một loại cảm ứng rất thần kỳ, có nó rồi, anh sẽ kiểm soát chân khí tốt hơn, tốc độ tu luyện cũng vượt xa cảnh giới khí. hơn nữa, người tu hành ở giai đoạn này, trí tuệ cũng sẽ tăng lên, có thể loại suy tạo ra cái mới dựa trên cái cũ. Vì vậy, cao thủ cảnh giới thần còn được gọi là tông sư cảnh giới thần. Vừa đột phá, anh lập tức đả thông kinh mạch cấp 3. Thần giác phối hợp với nội quan, anh có thể xác định chính xác vị trí kinh mạch cấp 3, sau đó dùng chân khí màu vàng để đả thông thật nhanh. Lần này, Ngô Bình đả thông kinh mạch cấp 3 ở não trước. Như vậy anh có thể trở nên thông minh hơn, tư duy cũng sáng suốt hơn kinh mạch ở não phức tạp và dày đặc nhất. May mà anh đã mở được thần giác, lại sở hữu năng lực nhìn thấu, nên quá trình diễn ra rất suôn sẻ. Đến 10 giờ sáng, Ngô Bình cảm thấy não mình nổ bùm một cái, như tiếng sấm sét vậy, sau đó một đường kinh mạch cấp 3 được đả thông. Lúc này, anh cảm thấy đại não của mình đang chạy cực kỳ nhanh, thoát cái đã tính toán được một lượng lớn thông tin rồi. Cảm nhận trực tiếp nhất chính là thính giác, thị giác, xúc giác, và cả trí nhớ đều được vận dụng một cách toàn diện, sau đó đưa ra phán đoán tối ưu trong khoảng thời gian ngắn nhất. 24 thức cầm long thủ mà anh học trước đó, nay chỉ cần nghĩ một chút thôi là có thể hiểu ra nguyên lý rồi. Anh lập tức đứng dậy tập luyện, chỉ vài lần đã thành thạo thức đầu tiên. Sau đó anh luyện tiếp thức thứ hai, thứ ba, nhóm một cái đã đạt đến trình độ thuần thục. Trong vỏn vẹn vài phút, anh đã học xong 24 thức cầm long thủ. Chưa hết, anh còn kết hợp cầm long thủ và kim cương long chảo thủ, dung hợp chúng lại với nhau rồi ra sức tập luyện, sau đó tạo ra cái mới dựa trên cái cũ, có sự sáng tạo của riêng mình. Ngô Bình tu luyện quên ăn quên ngủ, đến khi anh luyện cầm long thủ đến trình độ hoàn hảo thì đã hơn 2 giờ chiều. Mở điện thoại ra, anh thấy có rất nhiều cuộc gọi nhớ, nào là Đường Tử Di, nào là Chắc Khang, có cả Trần Lang Sương nữa. Anh lần lượt gọi lại cho họ. Đường Tử Di bảo là tối nay có một mối làm ăn rất lớn. Đây là đơn hàng đầu tiên của cô ấy sau khi quản lý nhà họ đường nên tâm lý chưa đủ tự tin, muốn Ngô Bình đi cùng. chương 268 anh Ngô ơi, dám khảo quá đáng lắm. Ngô Bình đồng ý, hứa rằng tối nay sẽ đến. Chắc Khang thì không có việc gì, chỉ muốn mời Ngô Bình uống rượu thôi. Ông ta mới có hai bình rượu nguyên chất thượng hạng, chuẩn bị thiết đãi Ngô Bình. Nhưng anh còn nhiều việc nên từ chối. Trần Lăng Sương thì nhắc đến Âu Lực, bảo là Âu Lực đang ở chỗ cô ấy, hy vọng Ngô Bình nể mặt Trần Lăng Sương mà tha thứ cho anh ta. Thật ra Ngô Bình khá thích anh chàng vận động viên Âu Lực này. Xét cho cùng thì ngôi sao bóng tổ của nước Viêm Long rất ít, tổng cộng cũng chỉ có một, hai người. Anh không hy vọng Âu Lực cứ như vậy mà vắng bóng. Nhưng anh không bỏ qua ngay, chỉ bảo gặp mặt rồi hãng nói. Lúc ra khỏi cửa, anh mới nhớ ra hôm nay là ngày Lâm Băng Tiên tham gia buổi tuyển chọn. Nghĩ một hồi, anh bèn gọi điện hỏi han tình hình. Có điều điện thoại của Lâm Băng Tiên lại chẳng có ai nghe. Anh thầm thấy quái lạ, nhưng cũng không nghĩ nhiều. Lúc này, buổi tuyển chọn của chương trình giọng hát vang xa đang được tổ chức ở Học viện Âm nhạc Vân Kinh. Có 5 vị giám khảo chuyên nghiệp ở buổi tuyển chọn, thí sinh nhận được 4 phiếu trở lên mới được thông qua và tham gia vòng thứ 2. Lâm Băng Tiên đang lo lắng vô cùng, cô ấy đứng giữa đám đông, chờ đến lượt mình thi. Bỗng nhiên, cô ấy nghe tiếng người ta xôn xao phía sau mình. Mấy bạn đưa tiền cho giám khảo chưa?" một cô gái hỏi. "Mình đưa 100.000, còn mấy bạn thì sao?" "Mình thì 80.000." "Mình đưa 90.000." Khốn thật, bọn giám khảo đó ghê gớm quá, không đưa tiền thì không cho qua. Kệ đi, dù sao mình cũng đã đưa tiền qua chắc rồi nghe đến đây lòng lâm băng tiên trùng xuống lại còn hối lộ tiền ư thế thì còn gì là tuyển chọn chẳng mấy chốc đã đến lượt cô ấy về mặt hình ảnh hay chọn bài lâm băng tiên đều xứng đáng được điểm cao nhưng lạ là chỉ có hai trong năm giám khảo bỏ phiếu cho cô ấy lâm băng tiên thất vọng vô cùng nghĩ đến mấy lời bàn tán đưa tiền cho giám khảo khi nãy cô ấy lấy hết can đảm hỏi một vị giám khảo không chọn mình, giám khảo có thể cho em biết em chưa đạt ở phương diện nào không ạ? Vị giám khảo này là phụ nữ, ngoài 40 tuổi. Bà ta lạnh lùng đáp, chưa đạt, gương mặt cô trông như hồ ly tinh vậy, tôi nhìn mà phát tẩm. Hài lòng rồi chứ, đi xuống. Lâm băng tiên cứng nở người, sao có thể xúc phạm người khác như thế chứ? Nước mắt lập tức tuôn ra như mưa, cô ấy cúi gằm mặt đi xuống ngay. Rời khỏi điểm thi, cô ấy càng nghĩ càng thấy ấm ức, bèn lấy điện thoại ra để gọi cho Ngô Bình. Lúc này Lâm Băng Tiên mới phát hiện có một cuộc gọi nhớ từ anh. Bây giờ, Ngô Bình vừa mới đến nơi ở của Trần Lăng Sương, cuộc gọi của Lâm Băng Tiên cũng reo lên. Băng Tiên à, thi xuân. chương 269 chúng ta điều trị tiếp thôi. Anh vừa đẩy cửa, vệ thanh ảnh đã bước ra nghênh đón, niềm nở nói, anh Ngô, anh đến rồi ánh mắt lạnh lùng của Ngô Bình khiến vệ thanh ảnh sờn cả tóc gáy. Cô ấy nuốt nước, nước bọt, anh Ngô à, anh. Ngô Bình cười khẩy, vệ thanh ảnh, các cô muốn tổ chức chương trình thì tổ chức cho tốt vào, tìm một đám giám khảo ngô xuẩn xỉ nhục người khác chẳng có gì hay ho cả. Vệ thanh ảnh vừa nghe đã hiểu ra chuyện này có liên quan đến buổi tuyển chọn. Cô ấy vội vàng hỏi, anh Ngô à, đã xảy ra chuyện gì khiến anh không vui vậy? Ngô Bình đanh mặt, kể lại hai năm rõ mười nghe xong, vệ thanh ảnh giận tái mặt, bèn đáp anh Ngô: do tôi không quản lý đến nơi đến chốn, tôi sẽ đến đó xử lý ngay. À phải, tên của thí sinh đó là Lâm Băng Tiên đúng chứ? Phải. Cô ấy nói, vậy tôi đi trước nhé anh Ngô. Âu Lực nhờ cả vào anh. Vệ thanh ảnh cúi người rồi vội vã rời đi. Vừa đến sảnh, Ngô Bình đã thấy Âu Lực và bà mẹ ở tuổi mãn kinh đầy cay nghiệt của đối phương. Trần Lang Sương đã có thể đứng dậy. Cô ấy mỉm cười giới thiệu, bác sĩ Ngô, đây là Âu Lực. Hai người từng gặp nhau rồi. Ngô Bình còn chẳng buồn nhìn đến Âu Lực, chỉ nói chúng ta điều trị tiếp thôi. Thấy Ngô Bình vẫn chưa tha thứ cho mình, Âu Lực vội lên tiếng, bác sĩ Ngô à, lần trước là lỗi của tôi, tôi có mắt không chồng, mong anh thứ lỗi. Mẹ của Âu Lực, người phụ nữ trung niên kia, cũng húng hắng nói, bác sĩ Ngô, lần trước do tôi không đúng, cậu hãy trị thương giúp con trai tôi chị khỏi rồi tôi sẽ trả cho cậu một khoản tiền lớn nhưng nói trước chị khỏi rồi mới trả tiền dù biết ngô bình có năng lực bà ta vẫn nói chuyện bằng vẻ sai khiến vinh vào ấy vừa nghe bà ta nói vậy âu lực đã thấy không ổn anh ta giận dữ kêu lên mẹ à mẹ đang nói gì vậy ngô bình tức đến bật cười thế à không biết khoản tiền lớn này cụ thể là bao nhiêu mẹ âu lực giơ một ngón tay lên một triệu Thế nào? Ngô Bình hờ hững nói, bà hỏi Trần Lăng Sương xem tôi thu bao nhiêu phí điều trị của cô ấy. Mẹ Âu Lực ngẩn ra, nhìn sang Trần Lăng Sương, "Lăng Sương, cô trả cho cậu ta bao nhiêu tiền vậy?" Trần Lăng Sương thở dài trong lòng, mẹ Âu Lực đúng là không biết đối nhân xử thế mà. Cô ấy đáp, "30 triệu tiền khám bệnh, cộng thêm một số thứ khác nữa ạ." À? Ngô Bình nói, tổng chi phí mà Trần Lăng Sương phải trả không dưới 500 triệu nhà bà có thái độ tệ như vậy, tôi tính gấp đôi vậy, trả một tỷ là được rồi. Gì cơ, một tỷ, mẹ Âu lực nhảy dựng lên như một con gà mái giả nổi giận, nhìn Ngô Bình chằm chằm cậu nằm mơ đi. Cậu có biết con trai tôi mất bao nhiêu năm mới kiếm được một tỷ hay không? Ngô Bình thở ơ đáp, không có tiền thì đừng chữa trị, tôi không ép buộc. Cậu, cậu, chương 270 đứng dậy thử xem. Mẹ Âu lực tức giận đến mức run cả người, mặt trắng bệch, chỉ tay vào ngô bình mà nói chẳng nên lời trong cơn giận dữ bà ta kéo tay âu lực rồi hét lên đi thôi con chúng ta không cần cậu ta chữa trị âu lực nhắm mắt lại không hề nhúc nhích xem lời của mẹ như gió thoảng qua tai anh ta bỗng chống tay xuống đất quỳ gối trước mặt ngô bình chân thành nói bác sĩ ngô chuyện lúc trước là lỗi của chúng tôi tôi xin lỗi anh mẹ âu lực gào lên sao con phải quỳ lại cậu ta chứ đứng dậy ngay Bà ta đỡ lấy con trai, tiếc rằng Âu Lực quá nặng nên không đỡ nổi, bèn khóc giống lên, ôm lấy Âu Lực rồi ngồi phịch xuống. Ngô Bình Nghiêm nghị nói, người hành y gắn liền sức khỏe và tính mạng con người. Tôi là người cứu chữa, cậu cần tôn trọng và tin tưởng tôi. Nếu không làm được, vui lòng rời khỏi nơi này. Âu Lực vô cùng áy náy, xin lỗi, tôi xin lỗi bác sĩ Ngô. Ngô Bình khẽ thở dài, hai người đứng dậy đi. Âu Lực không đứng dậy, Khắp khởi hỏi, bác sĩ Ngô à, lần trước anh nói rằng chấn thương của tôi có thể chữa khỏi, đúng không? Anh đáp, đương nhiên là chữa được, hơn nữa còn có thể bình phục trong 3 ngày. Âu lực mừng rỡ, cảm ơn bác sĩ Ngô. Mẹ của Âu lực không dám nói bừa nữa, ngậm chặt miệng lại. Ngô Bình nói, phí khám bệnh là 20 triệu. Âu lực vội vã viết chi phiếu, đưa cho Ngô Bình bằng cả hai tay, đoạn cất lời cảm ơn bác sĩ Ngô nên biết rằng ban nãy Ngô Bình còn đưa ra cái giá 1 tỷ, bây giờ chỉ thu 20 triệu đã là tận tình tận nghĩa với anh ta rồi. Sau khi chuẩn bị một chút, Ngô Bình dùng kim châm phối hợp với chân khí màu vàng để trị liệu cho Âu Lực trước. Nửa giờ sau, Âu Lực cảm thấy chân mình rất ấm, cảm giác khó chịu kia đã biến mất hoàn toàn. Chờ thêm vài phút, Ngô Bình rút kim châm ra, đoạn nói, đứng dậy thử xem. Âu Lực chậm chậm đứng lên, đi vài bước, cảm thấy rất nhẹ nhàng như thể quay về ngày xưa vậy. Anh ta mừng rỡ vô cùng, bác sĩ Ngô à, vậy là tôi khỏi rồi đúng không? Ngô Bình đáp, dĩ nhiên là vẫn chưa, cậu cần tiếp tục châm cứu hai lần nữa, tôi sẽ viết đơn thuốc, cậu uống liên tục trong một tháng, có lẽ sẽ khỏi hẳn. Âu lực vội gật đầu, được được, mọi chuyện đều nghe theo lời bác sĩ Ngô. Cùng lúc đó, tại buổi tuyển chọn, ban tổ chức đột nhiên thông báo tạm dừng, năm vị giám khảo được gọi vào hậu trường trong phòng nghỉ, vệ thanh ảnh trưng vẻ mặt lạnh như băng. Năm vị giám khảo nhìn thấy cô ấy đều kinh ngạc vô cùng. Sao xếp lại xuất hiện ở đây chứ? Tuy là ban giám khảo, nhưng thực chất họ đều là những nghệ sĩ đã hết thời trực thuộc truyền thông Sơn Hải. Vệ thanh ảnh lạnh lùng cất lời, trong số 5 người, ai đã nhận tiền của thí sinh thì bước ra đây. Lời vừa thốt ra, đã có đến 4 trên 5 người hoảng sợ và biến sắc. Bọn họ đưa mắt nhìn nhau, không ai dám bước ra. Vệ thanh ảnh lạnh nhạt nói, không dám. chương 271 cầm đi, cô xứng đáng nhận mà. Cô ấy gật đầu, nói tiếp, thế thì tôi đành giao chuyện này cho pháp luật xử lý. Các người nhận hối lộ thì không chỉ trả giá bằng danh dự mà còn phải chịu trách nhiệm hình sự. Bốn người kia thất kinh, không dám nghĩ gì nữa, vội vàng lên tiếng, xin xếp bỏ qua cho chúng tôi một lần. Vệ thanh ảnh đập bàn, giận dữ quát, bốn người không biết xấu hổ ư. Năm nào tôi cũng trả tiền lương cả triệu bạc để nuôi mấy người, bấy nhiêu vẫn không đủ để tiêu xài sao? Bốn người đều cúi đầu, không dám lên tiếng. Vệ Thanh Ảnh hỏi, ai trong số các người đã nói Lâm Băng Tiên có gương mặt giống Hồ Ly tinh? Một người phụ nữ trong số họ biến sắc, run rẩy nói, "Là tôi, thưa sếp." Vệ Thanh Ảnh cười khẩy, cô cút được rồi. Bà ta đã lớn tuổi, hết thời lâu lắm rồi kiếm sống nhờ vào cái cây to là công ty truyền thông Sơn Hải này. Nghe đối phương muốn đuổi mình, bà ta trợn trắng mắt rồi ngất đi. Người phụ nữ ngất xỉu ấy được nhân viên y tế đưa thẳng đến bệnh viện cấp cứu. Vệ thanh ảnh nói với những người còn lại, làm giám khảo đàng hoàng cho tôi, nếu còn dám núp túi riêng, tôi sẽ không để yên cho mấy người. Bốn người còn lại dối rít vâng dạ, buổi tuyển chọn được tiếp tục, chỉ có ban giám khảo giảm từ 5 xuống 4 người. Ngay sau đó, Lâm Băng Tiên nhận được một cuộc gọi từ ban tổ chức. Họ bảo toàn bộ bài thi trước đó đều bị hủy, bảo cô ấy quay lại dự thi lần nữa. Lâm Băng Tiên không dám tin vào tai mình, chẳng lẽ lại là Ngô Bình giúp cô ấy sao? Trong căn nhà nọ, Ngô Bình đã điều trị cho Âu Lực xong xuôi, anh ta đã quay về. Anh lại tiếp tục trị liệu cho Trần Lăng Sương. Hôm nay anh lại nối vài dây thần kinh chính giúp Trần Lăng Sương. Có lẽ vì vừa trở thành tông sư cảnh giới thần, nhãn lực của anh đã có sự thăng cấp rõ rệt, không chỉ mạnh lên mà thời gian kéo dài cũng lâu hơn. Nhờ vậy, tiến trình trị liệu cũng được thực hiện nhanh hơn hẳn. Chỉ trong buổi chiều, anh đã nối xong các dây thần kinh chính của Trần Lăng Sương. Sau khi trời tối, đôi chân của Trần Lăng Sương không còn tê nữa, đi lại cũng có sức hơn. Cô ấy mừng rỡ nói: "Bác sĩ Ngô à, tôi cảm giác mình gần như khỏe hẳn rồi." Ngô Bình đáp, nhanh hơn dự tính của tôi, chừng 7, 8 ngày nữa, cô sẽ khỏi. Nói đoạn, anh đặt tấm chi phiếu 50 triệu lên bàn, bảo rằng đây là tiền của góc ngọc ba chân. Cô cầm lấy nhé. Trần Lăng Sương ngại ngùng trả lời, thật sự không cần mà, bác sĩ Ngô. Ngô Bình nói, cầm đi, cô xứng đáng nhận mà. Hàn Huyên thêm vài câu, anh đứng dậy và chào tạm biệt. Biệt thự số 1, khi Ngô Bình quay về, Lâm Băng Tiên đang vui vẻ nói gì đó với Lâm Mỹ Kiều. Nhắc thấy anh, cô ấy đã bay ảo đến như chú chim non, hào hứng kể anh Ngô, em được vào rồi. Ngô Bình bị cô ấy. chương 272 Ngô Bình, như vậy có nghĩa là sao? Sau khi uống hai ly rượu, gương mặt Lâm Mỹ Kiều lấp lánh nụ cười mãn nguyện. Bệnh của bà ấy đã được Ngô Bình trị khỏi, con gái cũng đi học lại, bà ấy rất vui. Lâm Mỹ Kiều nâng ly lên, Ngô Bình, tôi kính cậu. Ngô Bình vội vàng nâng ly, cháu cũng kính cô. Uống cạn ly rượu, Lâm Mỹ Kiều thở hắt ra, đoạn cất lời, Ngô Bình, mẹ con tôi đều rất cảm kích cậu. Từ bé Lâm Băng Tiên đã không có bố, nên con bé rất nhút nhát, tự ti, không có cảm giác an toàn. Đây đều là lỗi của chúng tôi. Ngô Bình tò mò hỏi, cô à, vậy bố của Băng Tiên đâu rồi à? Lâm Mỹ Kiều khẽ thở dài, người khác cùng từng hỏi tôi câu này rất nhiều lần, tôi chưa từng trả lời. Nhưng hôm nay, tôi sẽ nói cho cậu biết. Ánh mắt hơi mơ màng, bà ấy chìm vào dòng hồi ức, dù gì kể cho Ngô Bình về những chuyện xưa đã phủ bụi. Hóa ra 20 năm về trước, bà ấy là cô cả nhà họ Lâm ở Thiên Kinh. Nhà họ Lâm là gia đình giàu có cấp 2 của Thiên Kinh. Họ quản thúc bà ấy rất nghiêm khắc và chuẩn bị gả bà ấy vào nhà họ đồ gia đình giàu có cấp 1 của Thiên Kinh. Xong bà ấy lại phải lòng một chàng trai rất bình thường cả hai quen biết, yêu nhau, rồi kiên quyết bỏ đi, rời khỏi thiên kinh. Bọn họ giấu kín danh tiếng, sống rất bình dị. Hơn một năm sau đó, Lâm Băng Tiên chào đời. Chính vào ngày Lâm Băng Tiên đầy tháng, bố của cô ấy lại biến mất. Sống không thấy người, chết chẳng thấy xác, hệt như đã bốc hơi khỏi thế gian này vậy. Nghe những chuyện mà bà ấy từng trải qua, Ngô Bình thấy rất kỳ lạ, sao một người đang sống sờ sờ có thể bốc hơi khỏi thế giới được. Lâm Mỹ Kiều thở dài nói: Bây giờ tôi vẫn muốn biết là ông ấy còn sống hay đã chết. Ngô Bình Nhi hoặc hỏi cô có tóc hay vật vì thân của ông ấy không. Lâm Mỹ Kiều ngẩn ra đáp có. Lâm Mỹ Kiều lấy một chiếc túi nhỏ ra, sau đó lấy thêm một cái kéo để cắt một lọn tóc ở bên trong. Dùng tóc của ông ấy đi. Loại túi này ở quê của ông ấy chuyên dùng để đựng tóc, thường để làm tín vật đính ước của các đôi yêu nhau. Lâm Mỹ Kiều nói ngô bình có tóc là tốt rồi cháu có thể đoán ông ấy còn sống hay đã chết nói rồi anh cầm lọn tóc ấy lên rồi lẩm bẩm thần chú lọn tóc bắt đầu xoắn lại một mùi khét bốc lên rất khó chịu ngô bình xòe tay ra thì thấy lọn tóc đã co vào thành từng vòng tròn lâm mỹ kiều và lâm băng tiên đều kinh ngạc họ không ngờ ngô bình còn biết làm phép lâm mỹ kiều vội nói ngô bình như vậy có nghĩa là sao ngô bình cười đáp đây là một phép thuật nhỏ, nếu tóc không bị đứt gãy thì có nghĩa là chủ nhân của nó vẫn còn sống. Vẫn còn sống ư, Lâm Mỹ Kiều run lên, sau đó rơi lệ nói, vậy ông ấy đang ở đâu? Sống có tốt không? Ngô Bình trầm mặc rồi hỏi, cô có biết ngày tháng năm sinh của ông ấy không? chương 273 nhiều đồ thế. Lâm Mỹ Kiều gật đầu rồi nói cho Ngô Bình biết. Ngô Bình lấy tiền phép ngũ đế ra rồi lắc trong lòng bàn tay, sau đó tung lên mặt bàn, Cùng lúc đó anh lại đọc thần chú, một hình ảnh hiện lên trên không, vụt sáng rồi biến mất. Lâm Mỹ Kiều và Lâm Băng Tiên căng thẳng nhìn Ngô Bình, muốn biết kết quả thế nào. Ngô Bình cất tiền phép đi rồi ngạc nhiên nói, quẻ cho hay ông ấy đang ở nước ngoài. Cái gì, ở nước ngoài ư, thế có bói ra được là nước nào không, Lâm Mỹ Kiều đứng bật dậy hỏi. Ngô Bình, quẻ nói ông ấy đang ở phía nam, chắc là nước nào đó ở Nam Dương. Nam Dương, Lâm Mỹ Kiều lẩm bẩm, tại sao ông ấy lại đến đó? Tại sao không nói với tôi tiếng nào? Lâm Băng Tiên ôm lấy mẹ mình rồi khẽ nói, "Mẹ, ít ra thì chúng ta vẫn biết là bố còn sống, sau này chắc chắn nhà mình sẽ được đoàn tụ thôi." Lâm Mỹ Kiều lau nước mắt rồi gật đầu thật mạnh, "Đúng vậy, nhất định gia đình mình sẽ được đoàn tụ." Bầu không khí trùng xuống, Ngô Bình vội nói lảng sang chuyện khác, "Chúc mừng Lâm Băng Tiên đã được tham gia chương trình." Khi họ ăn cơm xong thì cũng đã 7 giờ tối, Ngô Bình bảo Cương Tử đưa mình đến khách sạn để gặp Đường Tử Di. Đường Tử Di và Đường Minh Huy cùng hơn chục người đang giao dịch với một nhóm người trong phòng hội nghị sang trọng của khách sạn Kim Ưng. Sau khi Ngô Bình đến thì thấy có hơn chục món đồ cổ được xếp trên một chiếc bàn dài, Đường Minh Huy đang kiểm tra từng món một. Anh nhỏ giọng nói, nhiều đồ thế. Đường Tử Di kéo anh sang một bên rồi nói, bạn em giới thiệu cho đấy đây mới chỉ là một phần nhỏ thôi. Ngô Bình, xem ra là đơn hàng lớn rồi, để tôi xem nào. Anh đi tới gần chiếc bàn dài rồi ngắm một bình sứ thanh hoa, anh phát hiện có hơi thở của hai thời đại trên chiếc bình này, một của thời nguyên, một của thời cận đại. Anh động tinh thần rồi quan sát kỹ thì thấy đáy của chiếc bình này là đời nguyên, còn phần thân là của cận đại. Người làm giả đã dùng một hỗn hợp kéo dính đặc biệt để gắn chúng lại với nhau anh nhìn sang món đồ thứ hai là một bức tranh cổ đường vẽ là đường bá hổ nhưng anh lại thấy hình như đây là tác phẩm của người triều thanh vì nó tỏa ra hơi thở của triều đại này anh không xem nữa mà đi tới cạnh đường tử di sau đó nhỏ giọng nói hôm nay đừng giao dịch vội chuyển sang hôm khác đi đường tử di thoáng ngạc nhiên nhưng vẫn gật đầu rồi nói với những người khác ông chủ phạm đồ của ông vừa quý vừa đắt tôi rất thích nhưng để tôi về chuẩn bị tiền đã khi nào gom đủ, chúng ta sẽ thực hiện giao dịch sau. Người đàn ông trung niên mặt đen vội nói, cô Đường, có thể đặt cọc trước không? Ngô Bình nói, thưa các vị, nhà chúng tôi đang có việc gấp nên phải đi ngay bây giờ, hôm khác chúng ta sẽ giao dịch tiếp. Đường Minh Huy cũng là người thông minh nên lập tức nói khéo để chuồn luôn. Chương 274 điều này có ý nghĩa lớn trong việc nâng cao y thuật của anh. Họ vừa đi một lúc thì có một người đàn ông hỏi ông chủ mặt đen, "Đại ca, hay họ phát hiện ra rồi?" Người đàn ông trung niên mặt đen cau mày nói, "Không biết được, cứ bình tĩnh, chờ xem thế nào." Phía Đường Tử Di, vừa rời khỏi khách sạn, cô ấy đã hỏi, "Anh Ngô, có vấn đề ạ?" À? "Vấn đề lớn là đằng khác, toàn đồ giả đấy." Đường Tử Di há hốc miệng, "Đồ giả ý à?" Ngô Bình gật đầu, gần như không có điểm sơ hở nào luôn. Nếu hôm nay tôi không đến thì mọi người lỗ nặng rồi." Đường Tử Di tức giận nói, bọn này to gan thật. "Ngô Bình, thôi bỏ đi, chưa mua bán gì là tốt rồi." Hàn Huyên vài câu rồi anh tạm biệt bố con Đường Tử Di. Sau khi về nhà, anh tiếp tục đả thông kinh mạch cấp 3. Trước đó, anh đã đả thông kinh mạch cấp 3 ở đầu, giờ sẽ đến cơ thể. Kinh mạch ở cơ thể không lằng nhằng như ở não bộ hơn nữa cũng không cần quá cẩn thận nên tốc độ đả thông rất nhanh. Hơn 3 tiếng là Ngô Bình đả thông xong hết rồi. Một khi đả thông kinh mạch cấp 3 thì anh có thể nắm chắc lục phủ ngũ tạng của mình, ví dụ như nhịp tim, huyết áp, hóc môn và cả các dây thần kinh nữa. Cảm giác này rất kỳ diệu, anh chìm đắm trong đó và hiểu rõ về cơ thể người hơn. Điều này có ý nghĩa lớn trong việc nâng cao y thuật của anh. Bây giờ mới hơn 2 giờ sáng, Ngô Bình quyết định đả thông kinh mạch cho Tứ Chi, chỉ khi đả thông hết kinh mạch cấp 3 trên toàn cơ thể thì võ giả mới có thể phát huy tối đa uy lực của mình. Nhưng đây là một việc rất khó, rất nhiều tông sư cảnh giới thần phải mất cả đời mà cũng chỉ đả thông được một phần cơ thể như cánh tay hay chân. Người có thể đả thông kinh mạch cấp 3 nhanh được như Ngô Bình cực kỳ hiếm, vì họ không có khả năng nhìn xuyên thấu nên phải tự mày mò để đả thông. Trời dần sáng, Ngô Bình thấy toàn thân nhẹ nhõm như có thể cưỡi mây đạp gió chưa bao giờ anh hiểu cơ thể và tiềm lực của mình như hôm nay. Anh đi ra sân đi triển vài lượt ngũ long thánh quyền, thì thấy các chiêu thức mình thi triển lúc này đã hoàn toàn khác trước. Luyện quyền xong, anh về phòng thì thấy có một cuộc gọi nhớ, là Đinh Thượng Hiền gọi tới. Anh gọi lại thì Đinh Thượng Hiền nói, cậu ngô, tôi đã chuẩn bị xong nhâm sâm nghìn năm và các dược liệu như cậu yêu cầu rồi, khi nào cậu rảnh. Ngô Bình đáp, 9 giờ sáng, chúng ta gặp ở chỗ cũng nhé được tôi chờ cậu đinh thượng hiền vội nói sau đó ngô bình đi tới vịnh bạch long trước căn biệt thự của anh đang được đào móng rồi tiến trình rất thuận lợi anh ở lại đó hơn một tiếng cho tiểu thần hít no linh khí rồi mới đi gặp đinh thượng hiền anh vẫn đến khách sạn lần trước anh vừa tới đã được một người dẫn vào phòng đinh thượng hiền đã chờ sẵn bên trong cậu ngô cậu đến rồi đinh thượng hiền đứng dậy chào hỏi ngô bình nếu ông chuẩn bị xong rồi thì tôi sẽ. Chương 275 đây là chút lòng thành của tôi. Đinh Thượng Hiền cảm thấy rất mệt, mặt cũng tái đi. Ngô Bình bảo người của ông đi sắc thuốc. Trong lúc chờ thuốc, Đinh Thượng Hiền hỏi, "Cậu Ngô, lát nữa Bão Đan, tôi không được dùng cách như trước kia nữa à?" Ngô Bình, cảnh giới Tiên Tiên hay còn gọi là trúc cơ, chú trọng sự trôi chảy, đến lúc đó tôi sẽ chỉ dẫn cho ông đinh thượng hiền mừng rỡ cảm ơn cậu nếu đột phá lên cảnh giới tiên thiên thì ông có thể sống thêm hơn chục năm ngô bình nói nhưng có thể đột phá thêm một cảnh giới nữa hay không thì phải xem ý trời đinh thượng hiền giật mình nói ý cậu là tôi có cơ hội tiến vào cảnh giới vũ vương ư ngô bình nói thật thì cơ hội mong manh lắm đinh thượng hiền cười khổ nói đúng vậy vốn cũng có mấy vua võ trên đời đâu sau đó Ông nhìn Ngô Bình rồi nghiêm túc nói, cậu Ngô, nếu tôi có thể bình an tiến vào cảnh giới tiên thiên thì tôi sẽ hầu tả cậu. Trong lúc cả hai trò chuyện thì thuốc đã sắc xong, Ngô Bình bảo Đinh Thượng Hiền uống. Trong thang thuốc này có nhân sâm nghìn năm nên ông vừa uống vào một cái, thuốc đã có tác dụng khắp toàn bộ thân thể, Ngô Bình lập tức truyền cho ông cách đột phá lên tiên thiên. Có Ngô Bình chỉ dẫn nên chỉ mất hơn chục phút là Đinh Thượng Hiền đã đặt những bước đầu vào cảnh giới tiên thiên rồi. Ngay sau đó, ông đã cảm nhận được những thứ hoàn toàn khác trước đây. Đinh Thượng Hiền mở mắt ra rồi ngạc nhiên nói, thì ra đây chính là tiên thiên. Ngô Bình đứng dậy nói, được rồi, tôi đã giúp ông xong, việc còn lại tự ông xử lý nhé, tôi xin phép. Đinh Thượng Hiền vội đưa một tấm chi phiếu bằng hai tay cho Ngô Bình, đây là chút lòng thành của tôi. Ngô Bình liếc nhìn thấy thấy con số 20 triệu trong tờ chi phiếu, anh không khách sáo mà nhận luôn rồi nói, sau này có vấn đề gì thì ông cứ đến tìm tôi. Đinh Thượng Hiền tiến Ngô Bình xuống dưới, thấy anh đi rồi, một người đứng cạnh ông chợt nhỏ giọng nói, ông Đinh, người này hết giá trị lợi dụng rồi, có cần. Chát! Đinh Thượng Hiền tát mạnh một cái vào mặt người đó rồi lạnh giọng nói, ai cho mày ý kiến ý cỏ hả? Tên đó bị đánh cho hộc máu, hoảng hốt quỳ xuống nói, tôi không có ý đó ạ. À? Mày nghe cho rõ đây, Cậu Ngô giỏi y thuật như vậy, được làm bạn với cậu ấy như có thêm một mạng sống nữa đấy. Sau khi rời khỏi khách sạn, Ngô Bình thấy còn sớm nên lại tới chỗ Trần Lăng Sương. Trần Lăng Sương đã có thể xuống giường được, nhưng vẫn còn mấy dây thần kinh chưa được nối nên cần phải điều trị tiếp. Âu Lực cũng đang ở đây, vết thương của anh ta chưa khỏi hẳn nên sáng sớm đã đến chờ Ngô Bình rồi. Ngô Bình điều trị cho hai người họ xong thì được Trần Lăng Sương giữ lại ăn trưa, Ngô Bình không từ chối. Nhưng anh vừa ngồi xuống, đồ ăn còn chưa lên thì anh đã nhận được điện thoại của Đường Tử Di. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Khế tập 12.